vị theo dõi bản tin thời tiết tối ngày 19 tháng 10 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi. Thưa quý vị, khu vực tỉnh Quảng Ngãi hôm nay trời có nắng nhiều với nhiệt độ đo được từ 24 đến 31 độ C. Đêm nay khả năng sẽ có mưa rào và dông cho khu vực vùng biển, sau đó mưa dông có thể di chuyển vào khu vực đất liền. Còn thời tiết ngày mai, ngày 20 tháng 10, Đài khí tượng Thủy văn tỉnh cho biết, ngày mai thời tiết trong tỉnh sẽ có mưa rào và dông nhiều nơi. Mưa dông thường tập trung vào chiều và đêm. Ban ngày trời sẽ có lúc hửng nắng với nhiệt độ giảm so với ngày hôm nay và dự báo dao động từ 24 đến 30 độ C. Sau đây là dự báo thời tiết cụ thể một số nơi trong tỉnh vào ngày mai, ngày 20 tháng 10. Thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, mây thay đổi đến nhiều mây, có lúc mưa rào và dông, đề phòng có sét và gió giật mạnh trong dông. Ngày có lúc hửng nắng, nhiệt độ từ 24 đến 29 độ C. Trung tâm thành phố Quảng Ngãi, mây thay đổi đến nhiều mây, có lúc mưa rào và dông, đề phòng có sét và gió giật mạnh trong dông. Ngày có lúc hửng nắng, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ C. Thị xã Đức Phổ, mây thay đổi đến nhiều mây, có lúc mưa rào và dông, đề phòng có sét và gió giật mạnh trong dông. Ngày có lúc hửng nắng, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ C. Thị trấn Ba Tơ, mây thay đổi đến nhiều mây, có lúc mưa rào và dông, đề phòng có sét và gió giật mạnh trong dông. Ngày có lúc nắng, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ C. Lý Sơn, mây thay đổi đến nhiều mây, có lúc mưa rào và dông, đề phòng có sét và gió giật mạnh trong dông. Ngày có lúc nắng, nhiệt độ từ 26 đến 29 độ C. Thưa quý vị, hiện nay ở phía Bắc đang có bộ phận không khí lạnh di chuyển lệch đông về phía Nam. Ở vùng biển phía Nam, khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Do ảnh hưởng của không khí lạnh di chuyển lệch đông về phía Nam, từ đêm nay ngày 19 tháng 10, gió trên vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông hoạt động mạnh dần lên. Dự báo vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông sẽ có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Sóng biển cao từ 2 đến 4 mét. Ngoài ra, trong đêm nay, vùng biển phía nam khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan, có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo, trong ngày và đêm ngày 20 tháng 10, ở khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn. Bản tin thời tiết của Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Ngãi kết thúc. Kính chào tạm biệt.